Đoàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã của huyện Mường Khương, thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình khắc phục khó khăn. Đề nghị huyện Mường Khương, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giúp nạn nhân có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm hưởng ứng phong trào vì nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam phát động.